Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường nghe câu trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ. Vậy nguồn gốc và ý nghĩa của câu thành ngữ trâu già thích gặm cỏ non này là gì? Xét về nguồn gốc, câu trâu già gặm cỏ non xuất hiện từ thời Tô Đông Pha ở Trung Quốc. Trâu già gặm cỏ non là câu dịch từ ý bài thơ của Tô Đông Pha thời nhà Tống, Lão Ngưu Cật Nộn Thảo, nghĩa là trâu già ăn cỏ non. Chuyện kể rằng Trương Tiên là nhà thơ nổi tiếng có bạn là Tô Đông Pha. Lúc bấy giờ Trương Tiên đã 80 tuổi rồi nhưng vẫn mời Tô Đông Pha đến dự tiệc cưới vợ lẽ của ông. Tô Đông Pha đến thấy vợ của Trương Tiên mới chỉ có 18 tuổi nên rất sửng sốt. Hiểu ý bạn, Trương Tiên mỉm cười đọc ngay 4 câu: Ngã niên bát thập khanh thập bát, khanh nhị hồng nhan ngã bạch phát, giữ khanh điên đảo bản đồng canh, chỉ cách trung gian nhất hoa giáp. Đại ý nghĩa là ta 80 tuổi, nàng mới 18. Nàng là hồng nhan, ta bạc đầu, điên đảo với nàng hai ta cùng tuổi, chỉ cách nhau có 60 năm. Nhất hoa giáp ở đây là 60 năm. Thấy Trương Tiên đắc ý trước cảnh trâu già gặm cỏ non, Tô Đông Pha bèn cười nói rằng: Thập bát tân nương bát thập lang, thương thương bạch phát đối hồng trang, uyên ương bị lý thành song dạ, nhất thụ lê hoa áp hải đường. Nghĩa là cô dâu 18, chàng rể 80, tóc bạc kề bên trang sức đỏ, đôi uyên ương kẹt dưới chăn đêm, một cây hoa lê đè hải đường. Khi sáng tác câu nhất thụ hoa lê áp hải đường, ý của Tô Đông Pha muốn nói rằng Trương Tiên là cây lê, còn cô dâu là hải đường. Cây hoa lê mà đè hải đường mang hàm ý là trâu già ăn cỏ non. Kể từ đó câu Lão Ngưu Cật Nộn Thảo được lan truyền khắp Trung Quốc, về sau được ghi nhận trong từ điển thường dụng tiếng khách gia của Bộ Giáo dục Đài Loan. Ở chiều ngược lại, nếu trai trẻ yêu hoặc lấy người phụ nữ lớn tuổi hơn mình thì gọi là trẻ con thích chơi đồ cổ, hoặc phi công lái máy bay bà già. Trong tiếng Quảng Đông cũng có thành ngữ nói về trường hợp này là bảo lão ngẫu, nghĩa là luộc củ sen già, ý nói vợ lớn tuổi lấy chồng trẻ.